Hôm nay mặc cái váy này xinh quá. Chị đứng qua đây giúp em này. Hôm nay là anh xin phép giới thiệu về khách hàng đã làm dịch vụ tại viện thẩm mỹ Korea và đạt hiệu quả rất tốt. Hôm nay là tranh thủ là đi sự kiện sinh nhật đúng không chị? Qua chị Hậu của bà, chị Hậu của bà đúng đồng tiền xinh quá. Xin quay luôn. Các bạn cùng nhìn hình ảnh của chị Hậu trước khi mà làm dịch vụ đây. Đấy, lúc đấy là chị Hậu bao nhiêu cân lúc chị? Lúc đấy là chị 65 cân đấy. 65 cân. Lúc đấy bụng rất là nhiều mỡ. Ở bụng đấy rất là dày. Vâng. Đi lại nhưng mà em thấy là bụng trên của chị to nhỉ? Bụng trên, bị bụng dày mỡ. Dày, bụng nó trên. Dày mỡ. Vâng. Tay mà to, chân to. Chị có chia sẻ đấy. Là lúc đấy là đi lại rồi thì... Đấy là đi lại cảm thấy nó mệt. Rất là mệt. Nặng nề nữa đúng không chị? Lúc nằm ngủ thì nó mỏi lưng, đau lưng, nằm thẳng thì lại cảm thấy là như là nó... có hơi khó thở, đúng nhưng mà nằm nghiêng thì lại mỏi lưng, đau lưng, ngủ thì nó cũng trằn trọc khó ngủ. Vâng. Đấy. Đấy mà chị cũng rất là chăm tập thể dục đấy. Không phải luôn là rồi là chăm tập thể dục, chăm nhưng tập mà thể dục rồi mỡ... ăn uống cũng kiêng khem mà nó cũng không thấy giảm thế nào cả. Mỡ rất là chắc, mỡ chắc. Không ăn thua, không thế ăn thua chị đúng không? Đến lúc có chị bạn thì chị thấy chị ngày trước béo lắm, béo hơn chị. Thế bây giờ gặp chị thì thấy là chị rất là gọn gàng và nhẹ nhõm. Thế hỏi chị thì chị bảo chị đi làm chị ở Korea được. Chị ơi chị đứng thẳng cho em quay chị được. Vì cái áo dài của chị nó rộng cứ bùng bùng ở bụng. Đấy bây giờ nó ngót người đi đấy. Chị ơi chị đứng thẳng lên được không ạ? Để em đứng thẳng. Đi em cắt túi cho chị lên đây nhá. Đấy nó sẽ để rõ cái vóc dáng của mình hơn. Bây giờ nó rộng này. Chị đứng thẳng, chị quay này. Đứng thẳng đấy giúp em này. Đây các bạn cùng nhìn này, thậm chí là cái tà áo dài còn rộng hơn lên như thế này này. Chị Hậu có thể chia sẻ giúp cho em là chị Hậu trong quá trình đào thải là cái quá trình đào thải chị như thế nào được không chị? Chị bắt đầu đứng thì làm thì chị cứ thấy bạn nói chị cứ đến làm thôi. Thì đến làm thì tin bạn gần đến 7-8 ngày ấy, thì chị thấy là nó cũng có thấy người nó ngót. Ngót và đi dấu hiệu thì đi đi vệ sinh, vệ sinh thì coi như vệ sinh nặng thì nói chung là mùi nó cũng hơi khó chịu một chút. Còn đi tiểu thì nước tiểu nó cũng màu đậm hơn và nó cứ hơi vàng vàng ấy. Vâng. Thế thì là đến chị vẫn cứ đi làm. Thế đến ngày thứ 15, 17 thì chị lại không thấy hiện tượng này nữa. Không thấy đào thải luôn à chị? Không thấy cái gì cả. Rất là sốt ruột đúng không? Chị bảo có khi nó chỉ ngót được tế lành thôi. Chả thấy ăn thua gì cả. Vâng. Thế là chị là vẫn cứ chắc chị làm cứ tiếp. Cho chị chia sẻ đi ạ. Đấy là chị vẫn cứ làm tiếp thì là đến ngày thứ 25 ấy tự nhiên nó lại ra rất là nhiều. Ù ạt ra luôn này chị. Ù ạt mà cảm thấy là nó còn các chất cặn bã cảm thấy nó còn đen mà màu nó còn sẫm hơn ấy. Chị ơi chị lúc đấy là chị có thấy là cái bụng bụng trên của chị nó ngót hẳn. Nó ngót hẳn đi. Đấy thì là đến ngày thứ 25 đấy thì chị thấy nó ra rất là nhiều mà nó ồ ạt mà mấy ngày hôm đấy là cảm thấy nó cũng xuống nhanh. Mà người cũng cảm thấy nó rất là dễ chịu. Quá trình đào thải đấy. Thế đến lúc mà chị cứ làm như đấy một thời gian cái thì chị cân lên thì thấy ngót được 10 cân rưỡi. Có nghĩa cả quá trình luôn nhé. 10 cân rưỡi trong vòng một tháng trong các bạn ạ. 10 cân rưỡi thì là đây, cột áo có chứng là ngày trước mà trực căng không mặc được các bộ này đâu. Đúng rồi. Bây giờ là còn rộng, thùng thoành ra đây. Hôm nay là đi sinh nhật bạn. Chị đi sinh nhật ở câu lạc bộ. Vâng. Chị lại rẽ qua đây chị làm luôn. Đây này đang vẫn còn đang tóc rất là đẹp các bạn ạ. Nhưng mà bởi vì chị mặc bộ quần áo đẹp quá cho nên là phải xin quay quả luôn, xin feedback luôn. Với liệu trình này các bạn có thể nhìn thấy là chị vùng bụng giảm rất là tốt luôn, giảm rất là nhiều đấy. 16 cm cho số đo một vòng. Và quan trọng hơn hết là trong quá trình đào thải không mệt mỏi, không mệt mỏi. Chị có thể chia sẻ giúp em là chị thấy cơ thể của chị như thế nào? Có thoải mái hơn, có nhẹ nhàng hơn so với nhẹ nhõm lắm mà như lúc trước ấy thì chị đi tập thể dục khoảng độ được tiếng là bắt đầu mệt. Phải ngồi thở, nghỉ lúc. Bây giờ tập đúng 2 tiếng, kể cả đi khiêu vũ. Khiêu vũ rồi đi tập cả body ki rồi các thứ cảm thấy rất là thoải mái. Chân đi là có bị đau à? Mấy cả lúc đầu chị không hề đau thế nào. Lúc đầu chị nói là chị ngủ có là bị bệnh xương khớp nữa cho nên thoái hóa đốt sống. Nhưng mà chị nói là chị ngủ không ngon giấc vì bụng quá to. Bây giờ thì như nào chị? Đấy bụng to với cả mình đi kiểm tra đấy thì là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ cho nên là nó cũng mệt mỏi. Bây giờ là nó cũng đào thải được hết ra cho nên là nó cơ thể mình nó cảm thấy nó nhẹ nhõm mà nó khỏe. Chị Hậu còn bắt đầu chia sẻ là nằm ngửa cũng thấy mệt đấy. Các bạn ạ, bởi vì mỡ thở quá nặng đúng không? Nó mỡ trong lồng ngực đè cho nên là nó mệt. Thì lúc nó hết rồi thì mình cảm thấy nó nhẹ nhõm, kể cả đến bây giờ ấy, gần 60 tuổi ấy
Thế mà trẻ chị Trạch vô tư. Wow, thế à chị. Gần 60 tuổi là phải gọi là cô rồi ấy. Nhưng mà với vóc dáng này, với thần thái này, chị gọi là chị thôi. Em thấy là chị Hậu còn trẻ trung hơn rất là nhiều. Và sắc, và cái sắc thái da trẻ cũng hồng hào hơn so với lại chị đấy. Từ ngày đi trải nghiệm cái này là nó nào thải cái đấy ra, là da rẻ mình nó cũng sáng lên. Lúc trước là chị cũng mặt cũng hơi nhám nhám đi. Vâng. Vì là nó máu như mỡ, nước cả gan như mỡ, là người nó mệt mỏi, da nó sạm đi ấy. Đúng rồi. Bây giờ là em thấy ra rẻ sáng. Ngày trước là đi bộ còn thấy mệt, bây giờ còn chạy được. Tại vì máu nó nhiễm mỡ mà, cho nên là nó mệt lắm. Vâng, cái chuyển hóa bây giờ cái đi bộ 30 phút còn mệt đấy. Bây giờ tập thể dục 2 tiếng không hề mệt các chị... bạn ạ. 5 phút đó mệt. 2 tiếng không cảm hề mệt. Cảm ơn chị. Vâng, em cảm ơn chị Hậu nha. Chắc chắn là chị sẽ còn tốt hơn nữa sau cái liệu trình dịch vụ này, bởi vì tinh chất nó sẽ còn là phải trong 2 tháng tiếp theo nữa nhá. Ôi, hôm nay đẹp quá. Cảm ơn các em rất là nhiều. Vâng, em cũng cảm ơn chị về những chia sẻ của chị nhá. Chị đi xuống đi ạ. Cảm ơn các em. Chị đi bằng gì về hả chị? Chị đi xe máy.